một cái hai cái ca lâm sàng về cái amyloid cặp giáp ở trường, do đó ngày mai tôi sẽ không hướng dẫn các bạn được. Sau đó thì những cái bài nào còn lại của tôi sẽ giảng, sắp xếp thời gian để giảng. Còn tuần sau thì các bạn học bác sĩ nào thì cứ đúng cái lịch đó mà học nhé. Thế thì cái giò động mạch vành là một cái dị tật tim bẩm sinh mà hiếm gặp, thì nó cũng không có được nói kỹ trong cái chương trình giảng dạy 6 năm y khoa, cũng như trong các cái lớp sau đại học như nội trú cũng không ai giảng như tôi bài này hết. Các cái lớp sau đại học thì cũng không có đưa cái này bài này vào chương trình đâu, mà nó là một cái thực tế khá thường gặp trên thực tế lâm sàng khi chúng ta làm siêu âm tim. Do đó thì khi cái lớp này là một cái lớp thực hành, do đó bắt buộc phải đưa cái bài này vào nhé. Thế thì cái bệnh này nó chiếm một cái tỷ lệ rất là hiếm, chỉ có 0,4% thôi, và nó là một cái sự thông nối trực tiếp giữa cái động mạch vành với một bụng tim nào đó, kể cả những cái mạch máu. Và khi nó thông nối như vậy, chúng ta nhìn cái sơ đồ này chúng ta thấy bình thường động mạch vành trái đây, động mạch vành phải đây, nhưng mà đây một cái nhánh của động mạch vành phải nó lại dò vào bụng tim, ví dụ như thất phải. Thì khi nó dò vào như vậy đó, nó sẽ tạo thành một cái sân liên tục, bởi vì áp lực của trong động mạch vành là áp lực động mạch chủ, nó sẽ lớn hơn áp lực trong bụng tim. Tâm thu tâm trương cũng lớn hơn, do nó tạo thành một cái dòng liên tục làm tăng gánh cái bụng tim, mình lâu ngày nó giãn ra, nó suy tim. Ngoài ra tại cái chỗ này cái dòng xoáy nó có thể tạo nên những cái xùi viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, rồi nó có hiện tượng ăn cắp máu, nó rút máu ở đây thì mấy cái nhánh khác bị thiếu máu, có thể có triệu chứng thiếu máu cơ tim, đau thắt ngực, thậm chí nhồi máu cơ tim. Bản thân của cái động mạch vành giò này thì do cái áp lực của tim nó lớn, do đó động mạch vành nó bị giãn ngoằn ngoèo ra, lâu ngày nó tạo thành những túi phình, nó tạo thành huyết khối trong đó vân vân. Đó, đưa đến hậu quả là suy tim, là viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, là rối loạn nhịp, thậm chí có thể đưa đến tử vong. Nhưng mà nó tiềm ẩn trong người, khi nào có biến chứng người ta đi khám, lúc đó mình làm siêu âm hoặc chụp cắt lớp mình mới biết. Bệnh bị chứng hình Enso yes. Thì bệnh này được mô tả rất là lâu rồi nhé, hồi năm 1865 và thế kỷ 19 ha. Sau đó là những tác giả khác vào thế kỷ 20 như Abbott, Trevor. Thường thường là nó dò động mạch vành phải là hơn 50%, và 90% trường hợp là dò vào các buồng tim bên phải. Do đó khi nói tới dò động mạch vành thì đa số là động mạch bên phải dò vào buồng tim bên phải, còn động mạch vành trái thì nó chiếm tỷ lệ ít hơn, mà dò vào buồng tim trái thì ít hơn. Và động mạch vành dò sẽ giãn to xoắn ngoằn ngoèo, tôi đã nói nãy, tạo túi phình rồi có thể vỡ ra. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ dò từ bích, đó là những cái nhánh xuất phát từ cái conus, tức là cái chỗ mà nó gọi là cái buồng tống và sau cái buồng tống thất phải đó ha. Nó gọi cái vùng đó là vùng conus đó. Cái vùng ngoài động mạch phổi nó ở phía dưới cái van động mạch phổi đó, thì nó có thể có những cái nhánh conus, nhánh đuôi cái vùng đó đó, nó có thể dò và nó nhỏ quá đi, thành ra nó không gây rối loạn huyết động và có thể nó tự bít lại vân vân, nhưng nó không có triệu chứng lâm sàng gì cả. Thế thì cái bệnh này thì thường đa số là không có triệu chứng cơ năng, phát hiện tình cờ khi siêu âm tim hoặc chụp cắt lớp hoặc là chụp DSA. Những cái triệu chứng cơ năng mà khiến bệnh nhân đến khám với mình và những ca lâm sàng gồm có bệnh nhân suy tim, do đó là khó thở, hoặc là có hiện tượng rút máu về cái chỗ mà do nó làm thiếu máu chỗ khác, tạo nên những cơn đau thắt ngực, tăng gánh tim lâu ngày gây suy tim, thậm chí có khi bệnh nhân bị đột tử hoặc mà vỡ túi phình, hoặc viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Đó là những cái triệu chứng cơ năng và biến chứng. Về mặt cái triệu chứng thực thể mà khi mình thăm khám á, thì âm thổi mình phát hiện được đa số là âm thổi liên tục nha, và nó thay đổi theo cái vị trí như cái hình vẽ nè. Các bạn thấy ví dụ dò vào cái động mạch phổi và dĩ trái thì vị trí nó ở cạnh ức trái là phải cao, dò vào thất phải thì nó ở nằm ở cạnh ức mà thấp hơn, dò vào dĩ phải thì cạnh ức phải, vân vân. Đó, nó tùy theo cái buồng tim mà nó dò vào mình có vị trí âm thổi liên tục. Như vậy khi các bạn nghe một cái âm thanh liên tục mà phía trên cao dưới xương đòn nó là còn ống động mạch, nhưng mà nghe thấp 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 cạnh ức là coi chừng ha, coi chừng đó là những cái chuyện dò, trong đó có dò động mạch vành, đương nhiên nó còn nhiều cái dò khác nữa, dò túi phình, van xích qua vân vân, nhưng một trong những cái dò gây nên những âm thanh liên tục ở thấp ở dưới đó, là dò động mạch vành.
Rồi cái này là cái phần trọng tâm của mình này, là đặc điểm xương tim của nó là như thế nào ha. Thì cái tiêu chuẩn mà chẩn đoán cái bệnh này đó, ha, do các tác giả người Nhật như là Yoshikawa ha, đăng trong cái tạp chí là Circulation của Mỹ ha, rất là nổi tiếng là năm 1982 lần. Thế thì người ta sẽ chẩn đoán do động mạch vành khi động mạch vành nó giãn trên 7 mm kèm theo cái dòng xoáy trong các vùng tim. Tức là khi các bạn làm siêu âm tim, các bạn cắt nhắc các cảnh ức trục ngang, các bạn có thể thấy được cái động mạch vành. Và nếu động mạch vành đó các bạn đo nó trên 7 mm kèm theo trong vùng tim, các bạn phát hiện được cái dòng trực flow, các bạn để màu vào, các bạn thấy nó cái dòng máu mà gọi là dòng máu xoáy đó, trực flow aliazin nó là hiện tượng lập thể nhiều màu đó. Thì đó cộng hai tiêu chuẩn nó lại, một là động mạch vành giãn trên 7 mm, hai là một cái trực flow, thì nó chính là cái tiêu chuẩn để chẩn đoán, nó chỉ có thế thôi. Đó. Như vậy khi chúng ta cắt cảnh ức trục ngang, ngoài cái chuyện chúng ta coi cái hình van động mạch chủ mở như bánh xe Mercedes, chúng ta coi động mạch phổi và hai nhánh, chúng ta coi vách liên nhĩ, chúng ta coi buồng thống thất phải, thì ngoài ra chúng ta phải coi luôn hai cái động mạch vành. Động mạch vành trái xuất phát từ xoang van xoang van trái, động mạch vành phải xuất phát từ xoang van xoang van phải. Nếu mà bình thường nó nhỏ mà chúng ta có khi cũng khó thấy lắm, chúng ta không có cố gắng tìm thì có khi không thấy được, nhưng mà khi mà nó giãn hoàn mèo thì rất là dễ thấy chứ không có khó ha. Và nếu mà thấy nó giãn như vậy mà cộng với một cái dòng xoáy trong buồng tim nữa thì chẩn đoán ta có phép được phép chẩn đoán là do động mạch vành, tức là có sự thông nối bất thường giữa động mạch vành với một cái buồng tim ha. Và chúng ta thấy cái dòng dịch lăng flow ở trong cái buồng tim đó ha. Đối với trẻ em á, thì người ta có cái tiêu chuẩn là động mạch vành phải là xa trên cái góc của động mạch chủ là 0,14 cộng trừ 0,03, đó là cái con số bình thường của nó đó nha. Động mạch vành trái chia cho cái động mạch chủ là 0,17 cộng trừ 0,03. Bởi vì ở trẻ em thì mình đâu có lấy cái tiêu chuẩn là trên 7 mm được, tại nó nhỏ, cái động mạch vành nó rất nhỏ, mình phải lấy cái tỷ số của cái động mạch vành đó với cái góc của động mạch chủ. Thế thì nếu dò thì cái tỷ số của nó là 0,68, 0,84 đối với động mạch vành phải, 0,34 đến 0,82 đối với động mạch vành trái. Những cái con số này là quan trọng, bởi vì khi chúng ta làm cho trẻ em thì không thể lấy một con số tuyệt đối ở người lớn, mà chúng ta phải tính tỷ lệ của theo kích thước của nó. Ở đây không theo kích thước của nó thì phải theo kích thước của động mạch chủ. Chứ mình không có thấy, không có thể thấy một cái em bé mà động mạch vành 4 mm là mình nói là bình thường được, mình phải so sánh với cái góc động mạch chủ mình chia ra thì nó mình mới nói là bình thường, là giãn được nha. Ví dụ đây, đây là một cái hình mà nhắc các cảnh ức trục ngang, các bạn nhìn đi sẽ tưởng tượng ra nhìn sẽ tưởng tượng ra cái động mạch chủ nằm ở đâu, trái ở đâu, nhĩ phải ở đâu, động mạch phổi ở đâu. Chúng ta thấy cái ở giữa này là động mạch chủ đây nè, xoang van xoang van trái đây. Bình thường nhé là nó ba xoang van xoang van, trái là phải và không vành, chúng ta cứ đếm ngược chiều kim đồng hồ, trái trước là phải là không vành. Ở đây bình thường là động mạch vành phải nó nhỏ lắm, khó thấy lắm, mà ở đây nó giãn to như cái vòi vòi nhé. Nghe mũi tên ta chỉ vô nó giãn to như cái vòi vòi động mạch. Đây là chúng ta sẽ thấy động mạch vành giãn quá thì chúng ta phải nghi ngờ nó giò ha. Và chúng ta sẽ tim thì chúng ta sẽ thấy ở ở đây có buồng, ở trong cái buồng nhĩ phải ha. Chúng ta thấy được cái dòng xoáy ha. Ở trên bệnh nhân đó, ở trong buồng nhĩ phải thấy được cái dòng xoáy trực lăng flow đó. Một cái động mạch vành phải giãn như vậy, to như vậy cộng với cái trực lăng flow thì hai cái này gom lại chính là tiêu chuẩn để chẩn đoán chúng ta có dò động mạch vành nha. Nhìn ra hình này bốn buồng không, mẫm tim đây nè, thất trái nè, thất phải nè, nhĩ trái nhĩ phải, và đây là cái trực lăng flow. Ở đây là một cái ca lâm sàng khác nữa ha. Đó. Xin lỗi. Này. Này,
Đây chúng ta cắt, đôi khi chúng ta cắt cạnh ước trục dọc chúng ta cũng thấy được cái động mạch bên phải nữa, là nó xuất phát từ xoang quanh sinh qua phải. Ở nhắc cắt cạnh ước trục dọc thì cái xoang quanh sinh qua phía trên này là xoang quanh sinh qua phải, còn cái xoang dưới này là xoang quanh sinh qua không vành. Ở đây sẽ xuất phát động mạch bên phải, chúng ta bình thường không thấy được động mạch bên phải trên nhắc cắt thì đâu, trừ trường hợp nó giãn quá to đi nhá. Và chúng ta thấy có một cái flow đi từ cái động mạch chủ và động mạch vành qua cái động mạch bên phải đi vào buồng tim bên phải nha. Thì chúng ta biết đây là do động mạch bên phải và buồng tim phải qua đó, có thể là qua nhĩ phải hoặc thất phải gì đó nha. Ở đây là nhắc các cạnh ước trục ngang, các bạn nhìn ra không, đây là động mạch chủ, đây là xoang qua xương trái phải và không vành nha. Đây là động mạch phổi chia làm hai nhánh nè, ở bên này là nhĩ phải với nhĩ trái, thì chỗ này có thể là thất phải hoặc bù tống thất phải. Ta thấy cái động mạch bên phải nó giãn nè, giãn là nó có cái ở đây nó có cái trực quy lăng follow thông nối và buồng tim phải nha. Đó, chỗ này là vị trí của buồng tống thất phải. Còn đây là một cái trường hợp động mạch bên trái giãn to, đây là nhắc cất cạnh ức trục ngang, ta thấy động mạch chủ nằm ở đây, xoang quanh xoang qua trái đây, và cái động mạch bên trái giãn rất là to em. Rồi thế thì là chúng ta kiếm thêm được cái flow trực quy lăng flow ở đâu nữa, thì chúng ta sẽ cộng lại, chúng ta sẽ có tiêu chuẩn chẩn đoán. Thì đối với cái bệnh giãn động mạch vành này đó, khi chúng ta làm siêu âm tim rồi, chúng ta chẩn đoán rồi đó, thì chúng ta không có dừng lại ở đó. Ngày xưa đó thì người ta sẽ đưa bệnh nhân thẳng vào phòng DSA, người ta chụp luôn thông tim, người ta thông tim trái, người ta đưa cái catheter vào động mạch đùi, người ta đưa lên động mạch chủ và đưa vào tim trái, người ta chụp động mạch vành luôn thẳng quang, ta sẽ thấy động mạch vành giãn và dò vào buồng tim rồi đó, và người ta dùng cái DSA đó người ta can thiệp luôn, người ta sẽ bích bằng cái nút chặn hoặc bằng coil coi giống như cái lò xo vân vân, đó là một cái dụng cụ để bích thôi, người ta bích bằng coi ha, hoặc cái chất nhựa gì đó vân vân, có nhiều nhiều phương pháp để bích lại, người ta bích bích cái lò dò lại ha. Còn những trường hợp mà nó giãn quá to không bích được thì người ta cần phải phẫu thuật phổi tim hở, người ta bích cái lò dò lại và người ta xẻ cái động mạch vành mà nó bị giãn ra, người ta khâu nó lại, tái tạo nó lại. Nhưng còn ngày nay thì cái can thiệp nó phát triển rất là nhiều ha, đa số người ta sẽ can thiệp được, không có cần phải mổ. Và khi người ta siêu âm tim, người ta thấy như vậy rồi thì không có cần phải chụp đáy xa nữa, bởi vì chụp đáy xa cũng là phương pháp xâm lấn, mà không phải trường hợp nào chụp chúng ta cũng can thiệp hay mổ. Do đó là để giảm bớt cái gánh nặng về cái đáy xa cho bệnh nhân, thì ngày nay thì người ta sẽ làm chụp cắt lớp vi tính, hay gọi là chụp cắt lớp hay là cắt lớp vi tính cũng vậy. Hay cắt lớp điện toán, tức là CT, ta gọi tắt chụp CT đó, computed tomography đó. Đó thì cái nguyên lý của cái chụp ở đây không phải là cái bài CT, nhưng mà đây là cái bài dò động mạch vành, cái tiêu chuẩn chẩn đoán siêu âm nó chỉ có thế. Chúng ta phải nói luôn cả bệnh học để chúng ta hiểu rõ nó là bệnh gì, và chẩn đoán tới đó rồi thì chúng ta làm gì nữa, vai trò của siêu âm tim tới đâu. Thế thì sau khi đã chẩn đoán được trên siêu âm tim rồi, chúng ta đưa bệnh nhân sang chụp động mạch vành bằng cái CT chụp cắt lớp, thì chụp cắt lớp này đó chúng ta không có thông tin giống như đẻ xa, mà chúng ta chỉ đưa thuốc vào tĩnh mạch thôi, và khi bơm thuốc vào như vậy nó sẽ theo dòng máu nó vào tim phải, sau đó nó đi theo cái tiểu tuần hoàn bên phổi qua đại tuần hoàn qua tim trái ra tới động mạch chủ. Thì khi thuốc vừa ra tới động mạch chủ, máy nó sẽ phát hiện, nó báo tiếp tiếp tiếp, người ta bắt đầu bấm nút, ta chụp CT, ta cắt lớp các lớp trái tim ra, và sau đó ta tái tạo hình lại, ta sẽ có được cái hình 3 chiều của cái động mạch vành, ta sẽ thấy được động mạch vành giãn to và nó dò vào buồng tim như thế nào. Tại vì đây không phải là cái lớp CT đó, tôi không có nói sâu vô cái kỹ thuật CT, tôi chỉ nói như vậy để các bạn nắm, và đó là một cái kỹ thuật chụp hình động mạch vành không xâm lấn, đưa thuốc vào tĩnh mạch giống như mình truyền nước biển vậy thôi, đưa thuốc vào tĩnh mạch và ta bơm thuốc và ta tính được khi nào thuốc nó đến cái chỗ động mạch chủ lên chuẩn bị vô rồi, máy nó sẽ báo và người ta sẽ bấm nút chụp, chụp xong ta tái tạo lại hình ảnh 3 chiều cho mình. Ta thấy đây là cái hình 3 chiều trái tim, các bạn nhìn ở
ở phía dưới và phía sau ha. Chúng ta thấy đây là cái động mạch vành giãn rất là to hoàn ngoèo ha, trước khi nó dò vào cái buồng tim nó giãn rất là to và hoàn ngoèo ha. Thì cái chụp cắt lớp là một cái đầu đèn X-quang ha, người ta xoay xung quanh cái người bệnh nhân ha. Lúc đầu là một cái lát cắt thôi, về sau ta phát triển lên nhiều cái đề tế to, tức là bộ phận cảm biến 4 tới 16, 64, 640. Nó xoay một vòng có 0,33 giây là đã cắt được 16 cm, đủ lấy trọn trái tim. Do đó là bệnh nhân có hít thở, tim có cử động cỡ nào thì vẫn chụp được cái hình đẹp ha. Đây là cái hình động mạch vành đã tái tạo 3 chiều ha. Chúng ta thấy đây là động mạch chủ xoay quanh xương va phải, xoay quanh xương va trái và cái động mạch vành ha. Chúng ta cắt động mạch vành phải, động mạch vành trái đây. Rất là đẹp. Còn chụp số hóa xóa nền là chúng ta sẽ thấy, sẽ dành cho những ca mà khi siêu âm chúng ta thấy bệnh nhân có những rối loạn huyết động nặng, ví dụ như suy tim, tăng áp phổi nặng, mà trên cái siêu âm chúng ta thấy có khả năng chúng ta có thể là can thiệp được ha, vân vân, thì chúng ta sẽ chụp đĩa xa, thông qua đĩa xa chúng ta can thiệp luôn ha, thường là can thiệp luôn đó. Và đây là cái hình chụp máu số hóa xóa nền, người ta thông tin, người ta đưa thuốc vào cái động mạch vành ha. Ví dụ đây chụp động mạch vành trái, nhánh circumflex, nhánh LAD, các nhánh diagonal ha. Đó. Khi một cái động mạch vành dò thì nó giãn to tướng ra ha, giãn rất là to ha. Đó. Chúng ta thấy nó xoắn vặn, nó giãn rất là to. À, người ta sẽ đưa cái coil vào, ta bứt cái chỗ lỗ dò lại ha, đưa một cái bộ phận, một cái nút chặn gì đó, ta bứt lại, thì đó là gọi là can thiệp. Những cái ca nào người ta nhắm, người ta sẽ can thiệp thì người ta sẽ làm luôn cả chụp đĩa xa, và trên đó khi chẩn đoán người ta thông tin người ta sẽ bứt luôn ha. Còn đa số ca thì sau khi siêu âm thấy là sẽ chụp cắt lớp trước để nó đỡ cái chuyện mà cần phải làm thủ thuật xâm lấn, sau đó mà trên cái đĩa xa mình, trên cái chụp cắt lớp mình đã có hình ảnh và rất là rõ rồi thì mình dự kiến sẽ mổ hay là sẽ bứt vô, sẽ bứt bích thì mình sẽ lúc đó mình mới làm đĩa ta ha. Còn đó, động mạch vành quá to ha, có huyết khối vân vân thì phức tạp quá, không thể nào mà bích là được, thì chúng ta sẽ mổ, chuyển qua phòng mổ, chúng ta sẽ mổ hở và bích cái lỗ dò lại và xé cái động mạch vành dọc nó ra và tạo khâu tái tạo nó lại. Cái dò động mạch vành thì có thể xuất hiện ở cả nam lẫn nữ, tỷ lệ nó cũng tương đương ha. Tuổi thì cũng có thể bé tí tẹo ha, 1 tuổi, hoặc cũng có thể là người lớn tuổi, nó tùy theo cái kích thước của nó mà ta phát hiện trễ hoặc là sớm. Thì tôi nói như nãy là động mạch vành phải là chủ yếu, chiếm đến 58% ha. Buồng tim liên quan đa số là tim phải, nhưng chúng ta có nhĩ phải tới 40% ha. Đây là một số ca lâm sàng, ví dụ ca này nhé, một cái bệnh nhân 28 tuổi ha, vào viện. Tôi xin lỗi. Bệnh nhân 28 tuổi vào viện và chụp chặt từ mặt kỹ thuật chút, tôi kéo cái cây nó lên đây. Bệnh nhân này vào viện vì hồi hộp và khó thở, và ta phát hiện một ống thổi to liên tục 4/6 ở cạnh nước trái. Điện tim thì chủ yếu là nhịp xoắn nhanh thôi, nhưng cũng không có gì đặc biệt lắm. Thế thì trên cái siêu âm tim các bạn thấy nè, giữa này nhắc các cạnh nước trục ngang, ở giữa này là động mạch chủ, đây là cái động mạch bên phải giãn rất là to tướng tới 21 mm, bình thường mới khoảng 3-4 mm thôi, trên 7 là bất thường, cái này tới 21 mm như cái vòi voi nhé. Và ta thấy một cái tuyệt vô lăng flow, hình ảnh tập thể nhiều màu ở trong thất phải, do đó chúng ta có thể chẩn đoán là động mạch bên phải dò vào thất phải, nên để Doppler bun C vào nó ghi nhận được dòng liên tục. Và khi tôi làm siêu âm tim ở thực quản, thấy cái động mạch bên phải nữa, nó giãn to tướng, nó chạy dọc theo cái tim này, trước khi nó đổ vào cái nhĩ phải, giãn rất là to, trước khi nó đổ vào nhĩ phải nó tạo thành cái đứt huỳnh rất là lớn.
chúng ta thấy trên siêu âm tim qua thực quản á, thì cái động mạch vành ở đây á, nó ngược với lại cái hình siêu âm tim qua thành lực. Động mạch vành phải bình thường nó nằm trong này, bây giờ là nó nằm ở phía ngoài này, bởi vì lúc đó đầu giò mình để phía sau tim á, ta thấy nó giãn đầu to động mạch vành phải như ngoài voi á. Khi chúng ta chụp cắt lớp á, chúng ta thấy cái động mạch vành phải nó giãn rất là to, nên đường đi của nó là nó có giãn rất là to và nó tạo thành túi phình nó trước khi nó đổ vào tim phải. Và đây trên cái hình cắt lớp chúng ta thấy rất là rõ ha, nó giãn rất là to là mình phải, nó tạo thành túi phình trước khi nó đổ vào vùng tim phải ha. À, ở đây là nó dò vào thất phải và bệnh nhân này đã được phẫu thuật ha. Đây, nó dò vào thất phải. Cái ca khác là một cái bệnh nhân 23 tuổi là nữ tu á, thường hay bị ngất do nhịp, có những cái cơn nhịp thất, nhập bệnh viện Nguyễn Tri Phương lúc đó tôi đang làm ở bên đó. Bệnh nhân khám lâm sàng chẩn đoán là cơn nhịp nhân thất và điều trị chống loạn nhịp, và sau đó khi siêu âm tim thì thấy có một cái khối khối ở ngay mõm tim, không biết là cái gì, nhưng cái túi phình mà lại có cái khối tổng mà nó lại nó không có thông nối trực tiếp với thất trái, rất là khó. À, bệnh nhân được chuyển đi làm MRI thấy cũng một cái túi phình gì đó ở mõm tim à. Rồi sau đó bệnh nhân được đưa đi chụp cắt lớp, thì trên cái hình cắt lớp thì chúng ta sẽ thấy là có một cái túi phình thông nối trực tiếp với cái động mạch bên trái giãn ngoằn ngoèo như vậy. Đây là dò động mạch bên trái vào vào cái mõm tim ở thất trái ha. Đó. Và đương nhiên bệnh nhân cũng được phẫu thuật tái tạo động mạch vành và bít cái lỗ dò lại. Đây chúng ta thấy rất là rõ động mạch vành đây, nó chạy tới mõm tim và nó dò vào thất trái tạo thành cái túi phình ở chỗ này đó. Đó là hai ca đó để chúng ta thấy, hai ca đó để chúng ta thấy cái dò động mạch vành à, một cái bệnh không phải là tỷ lệ không có cao nhưng mà vẫn gặp trên thực tế trong lâm sàng, chúng ta vẫn gặp trên thực tế và để mà chẩn đoán của nó thì tiêu chuẩn chẩn đoán không có khó. Chúng ta nếu chúng ta đã biết qua cái khái niệm về bệnh rồi thì chẩn đoán cắt được cái động mạch vành giãn cộng với lại flow liên tục và chẩn đoán ra bệnh rồi, nhiệm vụ còn lại là chúng ta sẽ gửi đi chụp cắt lớp ra để xem cho nó chính xác hơn cái kích thước, cái vị trí dò, cái đường đi như thế nào và các cái biến chứng khác để chúng ta quyết định là can thiệp hay là chúng ta phẫu thuật cho người bệnh. Đương nhiên mỗi một cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh nó có giá trị của nó ha. Thì chúng ta đang học siêu âm thì chúng ta biết về siêu âm, nhưng mà để giải quyết cho người bệnh thì chúng ta cũng phải có một cái kiến thức tổng quát. Như vậy siêu âm ở đây nó sẽ đóng vai trò là dẫn đường ha. Và cả hai ca này đều được phẫu phẫu thuật đóng lỗ dò và khâu tái tạo lại cái động mạch vành ha. Một bệnh nhân khác lớn tuổi trong cái bệnh cảnh là cao huyết áp sơ mở động mạch thì điều trị cái thiếu máu cơ tim ha. Và trên cái siêu âm tim ha, thì chúng ta thấy cái động mạch vành trái giãn ha. Và có một cái tuyệt vô lăng flow để vào cái động mạch phổi, do đó đây là một cái trường hợp mà dò cái động mạch vành vào cái động mạch phổi. Đây cái lỗ dò đây. Thì chiếu hai cái ca đó để cho các bạn thấy đây một cái hình ảnh nữa ta thấy, để cái ca cái này để mình không phải là mình học cắt lớp, nhưng mình chiếu cái hình cắt lớp lên để mình thấy cho các bạn thấy rõ là cái động mạch vành mà nó dò đó, cái hình ảnh nó như thế nào so với động mạch vành bình thường. Ví dụ đây động mạch vành trái bình thường đây, nhưng mà động mạch phải nó dò vào thất phải nó giãn to thì to, nó giãn gấp mấy lần động mạch vành trái à. Và giãn rất là to. Đây là chúng ta nhìn từ dưới đáy tim lên cái động mạch vành phải nó dò vào thất phải ha. À, thấy cái chỗ dò nó tạo thành cái túi phình. Đây động mạch vành phải nó dò vào thất phải ha. Cái hình này là hình chụp cắt lớp, trên cái siêu âm thì ta không thấy được những hình đó đâu.
Đây là một ca nữa, người ta thấy cái động mạch bên phải nó giò vào thất phải mà nó giãn to, thì nó giãn to tới mức mình không ngờ. Cái này trên siêu âm tim là mình cắt ra mình không biết cái đó là cái gì nữa, nếu mình không có cái khái niệm. À, mình sẽ thấy cái tuyệt vô lăng flow mà trong một cái cấu trúc mà giãn rất là to, có máu trong đó, mình không biết đó là cái gì nếu mình không có khái niệm về bệnh học. À, thì bây giờ mình biết rồi, nếu mà cái động mạch vành giãn to tướng quá thì coi chừng giò động mạch vành. À, tuy nhiên đây là một cái bệnh lý hiếm gặp và khó chẩn đoán, nhưng mà nó bổ sung cho cái thực hành của mình. Mình phải biết nó để mình loại trừ nha. Những cái trường hợp dò vào các cái nhánh nút xoang đó, nó dò vào cái colon, tức là cái chỗ mà cái phiểu động mạch phổi đó, thì thường thường cái này cũng không có triệu chứng gì, bởi vì cái lưu lượng của nó rất là ít và đa số phát hiện tình cờ khi chụp mạch vành cảnh quang. Đó, thì cái bài dò động mạch vành đó, thì các bạn chỉ nhớ chúng ta là tiêu chuẩn chẩn đoán là cái động mạch vành nó trên 7 mm cộng với một cái tuyệt vô lăng flow nằm ở trong cái buồng tim. À, dấu hiệu trên lâm sàng là âm thổi liên tục, điện tâm đồ thì tăng gánh các buồng tim thôi. X-quang thì có lúc ống tim to, tăng từ ngoài phổi, nó tùy theo cái lỗ dò có lớn hay không. Và chụp cắt lớp để giúp mình xác định chính xác hơn các cái chính xác của nó. DSA là dành cho những trường hợp mà mình quyết định là can thiệp. À, còn những ca còn lại thì mình sẽ chuyển bệnh nhân đi phẫu thuật. À, gồm có bít lỗ dò và tái tạo lại cái động mạch vành. Nha. Thế thì phần trình bày của tôi hôm nay là hết nha. Thì tôi sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bác sĩ khác dạy tiếp tuần sau, và tới cái giờ của tôi đó thì tôi sẽ dạy tiếp, chúng ta còn bài với bạn về cái bài siêu âm tim trong bệnh của tim shock nha. Có đúng thời gian đó thì tôi sẽ hướng dẫn, còn những cái thời gian còn lại tiếp tục tuần sau thì các bạn cứ học cho đúng cái lịch. Thì ngày mai tôi xin phép ông hướng dẫn, tôi đã dạy hết các bạn, tôi xin lỗi, tôi đã hướng dẫn các bạn hết tất cả những cái bài trong chương trình, còn sót còn một bài đó thì tới đúng cái ngày đó tôi sẽ hướng dẫn, bởi vì bây giờ tôi phải tham gia cái công tác khoa học của trường. Ngày mai là tôi có báo cáo, các bạn có rảnh thì đi vô hội chứng tim mạch nghe chiều mai ha. À, bạn nào có thích thì cứ có thời gian sắp xếp thì cứ vào nghe. Ngày mai thì cũng nói về cập nhật về tim mạch. À, những cái bệnh lý hiếm gặp cộng với cập nhật về tim mạch, trong đó thì cũng có những phần siêu âm. Nếu các bạn có thời gian thì cứ vào nha. Cảm ơn các bạn thì từ đầu đến giờ ha, rất là hân hạnh và vui đã đạt làm việc và hướng dẫn các bạn phần cơ bản của siêu âm tim cũng như là một số bệnh lý. Hy vọng những cái bài giảng của tôi thì có ích cho các bạn nha, trong cái thực hành sau này nha. Có khúc mắc gì trong cái thời gian học hành cũng như về sau thì các bạn cứ tự nhiên liên lạc với tôi như một người đã đi trước các bạn thôi nha, như một đàn anh thôi, và trao đổi với nhau thật là thoải mái, không có gì hết. Còn khi nào chúng ta học thì chúng ta nghiêm túc và thi cử cho nghiêm túc thôi, để đúng theo quy định thôi. Còn ngoài ra thì xem như đồng nghiệp và chúng ta trao đổi với nhau rất là thoải mái, tôi rất là vui vẻ nếu mà nhận được những câu hỏi hoặc những cái thắc mắc, những cái trao đổi về kinh nghiệm lâm sàng cũng như về mặt siêu âm của các bạn ha. Chúng ta học lớp này thì sẽ hy vọng sẽ rút ra được những cái lợi ích thực sự ha, và cùng nhau chẩn đoán ha, đẩy mạnh lên và phát triển lên cái gọi là nâng cao cái chất lượng chẩn đoán cho người bệnh nhé. Rồi Dạ thưa thầy, cho em hỏi một câu hỏi được không ạ? mẹ hỏi đi. Dạ thưa thầy, trong cái bài mà đánh giá chức năng tâm trương của thất phải có cái áp lực động mạch, áp lực động mạch phổi tâm tâm Thu tâm thu hay tâm hay trung bình hay tâm trương, em muốn hỏi cái nào? Em nói lớn lên anh không nghe gì cả. Alo, alo, hình như là em cái nghe micro của em, cái micro của em hình như nó không có được nghe rõ, phải không? Tôi không nghe câu hỏi lắm, em chỉ nghe tới trong cái bài thất bại gì đó, tới dạ đó dạ chưa dạ hết em nói lại, cái mic của em nó bị có vấn đề à, nhỉ. à. Dạ thưa thầy, cái trong cái bài đánh giá chức năng tâm trương thất phải đó, thì cái À. áp lực động mạch phổi tâm thu thì em thấy hai là ứng dụng trong cái đo đạc cái tăng áp phổi, còn riêng mà cái áp lực động mạch phổi tâm trương Trung và bình và trung tâm bình trương, thì em thấy là ít ứng dụng. Dạ thầy, xin thầy nói đúng rõ rồi, hơn về ứng dụng. Dạ. ít ứng dụng là tại vì đâu phải ca nào chúng ta cũng đo được cái dòng hở phổi đâu, cái đó ta bắt buộc phải đo được dòng hở phổi. Cho nên trên cái siêu âm tim á, có lúc các bạn sẽ thấy cái dòng hở phổi nó đẹp lắm. À, có lúc cái dòng hở phổi nó bé tí tẹo, người ta có đo được đâu, mà đo cái dòng nó phải đẹp thì chúng ta mới đánh giá được. Do đó trong cái ứng dụng hàng ngày là chủ yếu ta đo cái hở ba lá thôi, cái kia là tình cờ thôi.
nha. Chứ còn chúng ta cố gắng nhiều khi gặp mấy cái ca khó quá, từ từ ở con nít thì ta đo dần họ phổi nó đẹp, cho người lớn cắt cái nhắc cắt cả nhất trục ngang thì không phải lúc nào cũng đẹp, mình ra cái dòng họ phổi đo nó phải đầy đặn như vậy đó thì mới đánh giá được. Chứ còn không bắt buộc nha, cái đó không bắt buộc, cái đó chỉ chúng ta nên biết thêm như vậy thôi, nhưng không sao hết em ạ. Dạ, cảm ơn À, thầy. cảm ơn câu hỏi của em, chứng tỏ là em cũng có để ý tới tới những cái chuyện đó, rất là hay nha, những câu hỏi đó rất là đúng. À. Dạ thưa thầy, cho em hỏi một câu với ạ. Dạ thầy cho em hỏi là cái tiêu chuẩn mà mạch vành giãn trên 7 mm đó có phải là tiêu chuẩn chung cho giãn mạch Người vành lớn, trong người bệnh lớn nhân khác không ạ? Dạ, ở người lớn ạ. không, ở trong cái bài, trong riêng ở trong cái bài của dò mạch vành thôi, riêng trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán dò mạch vành thôi, thì đối với một loại bệnh lý đó, thì những tác giả đó người ta sẽ thống kê những ca đó và người ta đưa ra con số trung bình, thì mình chỉ được phép nói trong cái bệnh lý đó thôi. À, còn mình nói là trên 7 mm là để ứng dụng cho mấy bệnh lý khác thì tôi không dám nói cái đó, tại vì mình phải trung thực với những cái nghiên cứu của người nào ta đưa ra, thì mình chỉ tác giả người Nhật đó người ta đưa ra cái tiêu chuẩn chẩn đoán như vậy thì mình phải ứng dụng ở trong cái lĩnh vực đó thôi, chứ mình không có nói là trên 7 mm ứng dụng cho cái khác thì có khi không đúng nha. Dạ, anh Tại cảm ơn vì thầy. bình thường nó làm gì tới 7, bình thường nó làm gì nó tới 7 được, đúng không? Dạ. Em cảm ơn ạ. Rồi. Thôi, chào các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, sẽ còn gặp lại nhau nha. Rồi, tuần sau các bạn cứ học tiếp theo đúng lịch nha. Có gì vướng mắc khó khăn gì trong vấn đề học tập gì các bạn cứ liên lạc với tôi nha. Tôi sẽ giúp cho các bạn trong khả năng của tôi nha. Về tài liệu học tập cũng như về những cái chuyện mà thực hành hay gì sau này đó, các bạn có cần giúp đỡ gì tôi hứa tôi sẽ giúp cho các bạn tối đa nha. Rồi. Cảm ơn thầy, chào thầy. Rồi, thôi chào nhau nha. Rồi.